Tôi xin cảm ơn DVH. Lần đầu tiên mình biết đến DVH là cũng qua một người bạn. Thì cũng biết được là âm thanh của DVH rất là chất lượng. Và đến buổi ngày hôm nay thì mình cũng là người trực tiếp liên hệ với DVH. Và khi mà liên hệ với DVH thì cũng thông qua chương trình ngày hôm nay thì cũng là chương trình đầu tiên mình kết nối. Và cũng không có điều gì diễn tả ngoài sự điều rất là tuyệt vời. Đội ngũ rất là chuyên nghiệp. Có đội ngũ setup sân khấu cũng như là chạy mic, âm thanh, quay hình ảnh lên đến 56 người. Rất là chuyên nghiệp. Và trong cái chương trình này thì cũng có một chút gợn cợn nhưng không đáng kể. Tóm lại là chương trình của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Và xin cảm ơn DVH và hy vọng có chương trình lần sau We Do We Good tổ chức thì sẽ có tiếp tục, chắc chắn là vẫn sẽ liên hệ đến DVH để chúng ta công tác tiếp theo. Hãy mãi lên. Chương trình của chúng ta hôm nay sẽ có một ngày bản thân vợ chồng tôi cảm thấy rất may mắn kể từ khi vợ chồng chúng tôi cho hai con học ở trường WeDo cách đây 8 năm trước. Trên hành trình lớn lên và phát triển của các con, không thể thiếu sự phối kết hợp giữa gia đình với nhà trường và sự thống nhất phương pháp nuôi dạy con của cả cha lẫn mẹ. Mẹ ơi, như trẻ con, mẹ ơi con đã xa rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên nào, các cháu mẹ ơi, cố lên. Về đích rồi. Được, các cháu mẹ cố gắng lên. Đích ở đây rồi. Cố lên nào. Nhảy qua, nhảy qua. Nhảy qua đây. Hoàn kết với đại chiến thắng. 3, 2, 1, yeah! Và thầy thấy rất là vui khi các con đã vượt khó được, vượt khổ được qua chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn.
Xin chào quý khán giả thân mến của DVH Audio nha, quý bộ show thân mến. Anh em DVH thì đang có mặt ở khu sinh thái Thiên Phú Lâm, khu này là Sóc Sơn này. Đấy, xung quanh là núi rừng các bác. Đấy, ba bề là núi này. Đấy, đằng xa này thì là hồ này, chỗ này view rất là đẹp. Sân này thì khá là rộng. Chỗ này thì nó khá là rộng. Ngày mai thì sẽ diễn ra một cái chương trình gì đó ở đây thì mình cũng không rõ nữa. Nói chung là bên này thì người ta cần lắp đặt một cái bộ âm thanh. Một bộ âm thanh này để phục vụ cho các cái chương trình. Ở đây thì họ rất hay có chương trình, nhất là cuối tuần rất là nhiều các cái chương trình. Cấu hình này sử dụng là PH112S nha, rất là đẹp quý vị ạ. PH112S là cái model cao cấp nhất của DB Acoustic, cao cấp nhất của nhà hãng luôn. Súp thì mình đang đánh hai cặp súp PH218N. Mẫu này thì nó cũng mới về. Mẫu này là mới về luôn. Đó, hàng mẫu mới này đánh rất là ok, hiệu quả này. Đây, sân khấu này cao phết này. Sân khấu này phải cao phải tầm hơn mét so với ở dưới này. Đấy. Loa dựng lên nhìn đẹp như này. Nhìn chung là cứ phải hàng nhập mới chơi các bạn. Hàng nhập nó mới đẹp được. Rất là đẹp đấy, ok, nhìn nó rất là tây. Cái đường nét thiết kế không thể nào mà nhầm lẫn vào đâu được. Nhìn nó rất là tây, rất là ok luôn nha quý vị ơi. Và phía trên sân khấu thì ngày mai thì mình sẽ lắp thêm một cặp loa monitor nữa. Thì định lắp nhưng mà tối lại sợ mưa nên là lại cất vào. Còn cái loa này thì sẽ đậy bạt vào. Mai là chủ đầu tư là sẽ sử dụng cái bộ này luôn. Và nha, rất là đẹp. Và cấu hình này thì sẽ phục vụ tốt cho những không gian ngoài trời. Nó khoảng độ 1.500 người đánh thoải mái. Tức là những không gian nó rộng hơn như này, rộng gấp đôi như này, đánh là thoải mái nhé. Còn những cái chỗ như này là vẫn còn quá là gọn gàng. Ở đây là hai tủ máy ấy. Tức là tách ra làm đôi được quý vị ạ. Tách ra làm đôi nhé. Tức là mỗi một vế như này đánh vào một cái tủ máy như này. Một con đẩy súp và một con đẩy full. Một đẩy hai kênh súp và đẩy bốn kênh full. Đấy, tách ra làm đôi được với những cái sự kiện mà nhỏ nhỏ hơn mà mình không cần những cái áp âm nó lớn quá thì mình đánh một nửa cấu hình này thôi. Đấy, dây loa các thứ là mình cũng sắp đầy đủ hết. Nói chung là đủ cấu hình để tách ra làm đôi. Đó, đủ tách ra làm đôi luôn. Đấy, rất là đẹp và linh hoạt trong quá trình sử dụng. Đấy, cấu hình này thì sử dụng là mixer số. Toàn bộ các cái thiết bị âm thanh này thì sẽ được bảo hành 2 năm quý vị nhé. Bên nhà hãng thì chế độ bảo hành rất là tốt, bảo hành 2 năm. Và bên mình thì có vận chuyển toàn quốc. Đối với các bác mà ở xa quá thì mình sẽ có các phương án vận chuyển, mình sẽ vận chuyển tận nơi cho các bác. Đấy, nhất là các bác mà đang làm cái mùa du lịch này, đang làm kinh doanh dịch vụ mùa du lịch này, phục vụ khách du lịch này, lấy những cái bộ âm thanh này phục vụ khách du lịch thì tầm này lấy là rất là hợp lý, rất là ok rồi các bác nhé. Đấy, mọi thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ theo số hotline bên dưới. DVH Audio có địa chỉ Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến ạ. Của chúng ta hôm nay sẽ có một ngày bản thân vợ chồng tôi cảm thấy rất may mắn kể từ khi vợ chồng chúng tôi cho hai con học ở trường Uidu cách đây 8 năm trước. Trên hành trình lớn lên và phát triển của các con, không thể thiếu sự phối kết hợp giữa gia đình với nhà trường và sự thống nhất phương pháp nuôi dạy con của cả cha lẫn mẹ. Bạn đang lên kế hoạch sắm một bộ âm thanh sự kiện? Bạn muốn mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho khán giả? Đến với DVH Audio,
bạn sẽ được trải nghiệm âm thanh thực tế nhất tại không gian test sản phẩm rộng rãi và thoáng mát. Chúng tôi hỗ trợ lắp đặt và bàn giao tại nhà. Đặc biệt với những khách hàng mua bộ âm thanh sự kiện tại DVH Audio sẽ được bảo dưỡng thiết bị định kỳ 1 năm 1 lần miễn phí.